Nghệ thuật và bonsai cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp, liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Xin chào cả nhà. Quý vị có thể thấy là một cái không khí tuyệt vời tại cái sân trưng bày quê Hoàng Lịch Thiệp. Chưa bao giờ mà là thấy người dân quê tôi lại xem cây nhiều đến như thế này. Mang về vài cây. Đấy, cây này là cây đồng quân. Cây này cây đồng quân. Đấy, con làm như thế này cũng đẹp. Cái này bao tiền đây các? Đó, cái này anh biết không biết được. Cái này con chưa biết. Đây ghi là gì đấy? Đấy. Cứ đi mang cái cây mà đến cái chương trình trưng bày hoặc triển lãm mà cái đông khách, đặc biệt là những người dân mới chơi, người dân chưa chơi, người dân bình thường càng quan tâm đến nhiều thì càng thành công. Đấy, người già trẻ em các kiểu, không khí tuyệt vời. Các cái tác phẩm các cây ở đây thì Thiệp đã ghi hình khá là kỹ rồi. Tức là buổi tối này thì sẽ ghi hình qua một chút, tức là ghi hình cái không khí tại cái chương trình trưng bày. Đấy, để làm cái kỷ niệm và một phần là chia sẻ cho quý vị các bạn thấy được một cái điều tuyệt vời tại quê hương của Hoàng Lịch Thiệp. Người dân càng đông thì lại càng vui. Đấy, khu vực này nó lại càng đông. Người dân bàn tán về cây đắt, cây rẻ, cây nhiều tiền, cây ít tiền, rồi ngắm một cách rất là chăm chú. Như thế này là một cái điều thật là ý nghĩa. Hello cậu ơi, thế đi tìm ba à? Mẹ đâu con? Mẹ đâu? Mẹ đang đi mua bán sợi dây. Cô thế biết mà chạy ra đây à? Biết mà chạy ra đây tìm bà. Đấy, chưa, đông vui không? Về quê đông vui không? Thích không? Ba có trang để cây ở đây không? Ba để đây, con ra con nhìn xem là cây nào của ba này. Ba nhìn xem là cây nào của ba. Nhìn kỹ đi. Nhìn cây phải đoán được, nhìn cây phải biết chứ, phải nhìn tên mà. Nhìn chữ nói chuyện gì. Nào, nhìn cây đâu. Hả? Còn không? Để nhìn xem còn không. Cái này nó. Đây là cây gì bên cạnh đó. Thế còn đâu? Cây nào quen nhất? Rồi đúng rồi. Thích chưa? Về quê đông vui không? Ngày càng đông vui. Đấy, cảm nhận một chút cái không khí là cả nhà thấy rằng là quê hương Thiệp yêu cây như thế nào. Ok, goodbye. Tạm biệt cả nhà. Cùng chúc mừng cho phong trào yêu cây của quê hương Thiệp nha.